hãy cho anh những phút yên bình, vẽ thêm bầu trời bao yêu thương sớm mai gọi bình minh lên. Hạnh phúc bên em là lúc đôi ta ngồi tựa vai nhau, những ước mơ sao ngọt ngào và tình yêu mãi trao dân, giống như ánh trăng vì sao tựa bên nhau. Để anh được cầm đôi tay em, để ta lại tựa vai nhau, những lúc bên em anh muốn đôi ta lại chẳng rời xa. Hãy giữ cho nhau từng nụ cười và tình yêu của hai người, hãy cho anh những phút yên bình, vẽ thêm bầu trời bao yêu thương sớm mai gọi bình minh lên. Hạnh phúc bên em là lúc đôi ta ngồi tựa vai nhau, những ước mơ sao ngọt ngào và tình yêu mãi dâng trào, giống như ánh trăng vì sao. Để anh được cầm đôi tay em, để ta lại tựa vai nhau, những lúc bên em anh muốn đôi ta lại chẳng rời xa. Hãy giữ cho nhau từng nụ cười và tình yêu của hai người, hãy cho anh những phút yên bình, vẽ thêm bầu trời bao yêu thương sớm mai gọi bình minh lên. Hạnh phúc bên em là lúc đôi ta ngồi tựa vai nhau, những ước mơ sao ngọt ngào và tình yêu mãi dâng trào, giống như ánh trăng vì sao. Anh vẽ thêm một nụ cười. Hãy giữ cho nhau từng nụ cười và tình yêu của hai người, hãy cho anh những phút yên bình, vẽ thêm bầu trời bao yêu thương sớm mai gọi bình minh lên. Hạnh phúc bên em là lúc đôi ta ngồi tựa vai nhau, những ước mơ sao ngọt ngào và tình yêu mãi dâng trào, giống như ánh trăng vì sao. Anh vẽ thêm một nụ cười. Khi mà mình ý thức được cái sự rầm rộ của tên tuổi của mình, cũng có thể tạm gọi đó là sự nổi tiếng đi, cái cảm giác đó như thế nào? Thì giống như hồi nãy Đoan có chia sẻ với Khoa đó, cảm giác lúc đầu là rất là vui. Trước tiên là vui. Vui. Đúng không ạ? Và hãnh diện. Có chút xíu hãnh diện, có những hãnh diện cho ba mẹ mình đó. Đến bây giờ thì ba mẹ có còn phàn nàn nữa không? Cái này nói, thứ nhất là ba Đoan đã lớn tuổi rồi. Ba Đoan cũng ít khi mà biết được những cái sự kiện, những cái thông tin về văn hóa nghệ thuật đó. Thứ hai nữa thì mẹ Đoan đã mất rồi đó. Đôi khi những cái niềm vui vậy muốn chia sẻ cho ba mẹ thì là cũng hơi khó. Chỉ có điều là mình nghĩ là mình làm một cái gì đó có ích, hay là mang lại điều có ích cho mọi người, là cũng như là mình không có làm gì bậy bạ xấu xa, là một người sống tinh tế rồi, sống tốt là cũng ba mẹ mình chắc cũng vui. Và thứ hai nữa là nổi tiếng, mà cảm giác nổi tiếng ra ngoài đường được nhiều người biết đến thì ai cũng muốn, cũng thích đúng không ạ? Thích lắm. Nhưng làm sao giữ được nó, đúng không? Cái đúng rồi, làm sao giữ được đó là một chuyện khác nữa. Tôn trọng mình. Như hồi xưa đó, không biết ai ra đường á, mặc quần sọt, áo ba lỗ, mang nước Lào á. Không ai đi hết. Bây giờ ra phải mặc quần dài, dày. Khó hả? Đúng không ạ? Nghĩa là mình phải ý thức là không phải chỉ cho mình ngắm nhìn, mình hưởng thụ đúng không ạ? Mà còn cả cái cảm giác của những người khác, những người đối diện với mình nữa, đúng không ạ? Đó cũng là một điều tôi nghĩ là một cách tôn trọng của những người đó rất là quan trọng. Thế thì thời gian còn lại, thời gian rảnh rỗi của mình, rồi bạn bè nó có nhiều không? Đó cũng có bạn, không nhiều lắm đâu, cũng có một số thôi. Thì cũng có rủ bạn đi uống nước, hay là đi ngồi vỉa hè nhâm nhê vài chai rồi kể chuyện đời vậy đó. Hoặc là ở nhà thì xem phim, hoặc là lên mạng chơi game. Bây giờ thì còn có quay lên YouTube những cái ca khúc mà mình hát nháy theo những người mình yêu thích không ạ? Hết rồi. Tại vì đúng như Đo nói với Khoa đó, vào thời điểm trước thì ok, nhưng mà vào thời điểm này có thể là nếu mà mình là không khéo á, là con dao hai lưỡi á, một tác dụng ngược á. Ngày trước thì không sao, bởi vì không ai biết đến mình hết, có thể người coi, người thích, có thể người không thích lắm đúng không ạ? Tại nhưng... có một cái cảm giác này Đoan muốn chia sẻ luôn, là Đoan cũng mới phát hiện ra thôi. Có nghĩa tại sao hồi xưa mà khi mà Đoan làm những clip mà lố vậy đó, thì các bạn ủng hộ nhiều. Tại vì lúc đó Đoan là một người rất là bình thường.
con người đó là làm những clip rất amateur, rất là đơn giản, không có ai đặt cái sự kỳ vọng lên mình hết, không ai đặt sự kỳ vọng lên mình hết thì mọi người là ào muốn làm sao làm, ào tới rất là thích. Nhưng bây giờ tự nhiên mình là một người của mọi người, của mọi người rồi thì mình làm những cái chuyện như vậy thì người ta lại là không thích. Từ khi như con dao hai lưỡi, và ngay cả những người mình thần tượng bây giờ họ cũng cũng là những đồng nghiệp của mình, các anh chị đi trước, các anh chị đi trước, đúng không ạ? Dạ. Trên cái điều đó nó cũng rất là quan trọng. À, có một cái điều nữa đâu muốn chia sẻ với Khoa nữa là hồi xưa mình ngồi với cái hàng ghế khán giả mình xem thần tượng mình diễn đúng không? Là mình đã thích rồi đúng không? Bây giờ cái cảm giác ví dụ như là chẳng hạn như là chị Phương Thanh đi, chị làm show, chị mời Don, lúc chị mời cảm giác sướng lắm. Wow. Sướng hơn hẳn tất cả những bồng show khác mời mình diễn. Đó là thần tượng của mình. Thần tượng của mình mời mình diễn trong cái show của chị ta ấy. Người ta quan tâm mình. Wow. Đứng chung sân khấu vậy, hoặc là đứng chung các anh các chị khác thì lúc đó là hạnh phúc lắm. Hạnh phúc. Nhưng là những người mình đã thần tượng đúng không ạ? Đúng rồi. Có thể thuộc lòng những cái bài hát của họ đúng không? Cả cái cách trang phục, cái cách nhả chữ hoặc là cái cách luyến lấy thế nào đúng không ạ? Có nhiều điều Khoa nghĩ cũng rất là tuyệt vời. Và thưa tất cả quý vị, có thể nói nhiều hơn nữa, có thể chia sẻ với tất cả quý vị nhiều hơn nữa về con đường mình đi đến để đạt được những cái mục đích như mình đã đam mê, đã yêu thích, có lẽ không dễ chút nào cả. Và con đường của một người nghiệp dư chưa ai biết đến, để đi đến một con đường chuyên nghiệp được mọi người công nhận và được cả sự quan tâm của báo giới, của những người làm nghề, của các đồng nghiệp nữa, đó là điều mà Don phải cố gắng rất là nhiều. Và chúng ta cũng đã từng yêu mến Don, đã đến với Don để được chia sẻ bằng nụ cười và tạo được nhiều niềm vui cho mình trong các clip mà trước đây Don đã thể hiện giống như những người mà mình thần tượng, mình yêu thích. Ngày hôm nay là một Don Nguyễn hoàn toàn khác, đã đi bằng chính đôi chân của mình trên con đường nghệ thuật đón nhận bạn ấy. Và chắc chắn rằng sẽ còn nhiều điều thú vị ở phía trước nữa. Mà một ngày không xa, chúng ta sẽ lại cùng tái ngộ với nhau để được lắng nghe những điều mà Don Nguyễn chia sẻ, như trong ngày hôm nay đã đến và chia sẻ với Chat Với Sao. Một lần nữa cảm ơn Don Nguyễn rất nhiều. Và cho dù bất cứ thời điểm nào, một nhân tố mới trong làng văn hóa giải trí như bạn đã đến, đã được mọi người công nhận, có lẽ sẽ đi tiếp những bước đi khó hơn đó, nhưng mà chắc chắn Don sẽ vượt qua và sẽ chinh phục được, không phải chỉ với khán giả mà cả chính bản thân mình nữa. Xin cảm ơn Khoa. Đang xin cảm ơn tất cả ekip trong chương trình. Và xin cảm ơn Khoa đã tạo cơ hội điều kiện cho Don có một buổi trò chuyện thân mật như ngày hôm nay. Và đặc biệt là có cơ hội để mà gần gũi với quý vị khán giả hơn. Don không biết nói gì, là chỉ biết là sẽ cố gắng hết sức mình. Và xin chào tạm biệt quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt. Trao đến nhau ân tình.
giấc mơ đôi mình, một tình yêu không hề toan tính. Người yêu em hỡi, trả lời anh chỉ yêu riêng mình em thôi. Một tình yêu tựa như giấc mơ thần tiên. Cùng nắm tay ta có nhau, bao nỗi đau rồi sẽ qua mau. Hãy tin rằng một ngày mai mình không cách xa. Tình chúng ta như đóa hoa, khi có em buồn đau tan biến. Hãy đến với anh thật gần và ta mãi không xa rời nhau. Người ơi, xạo quá à. Thiệt thiệt hả? Cùng nắm tay